Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một bông hoa màu đỏ như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Cái này chín. Mình cầm 3 cái nữa này. Hai cái nữa nha. Vậy là mình đã cắt xong 12 cái cánh hoa. Tiếp theo bây giờ mình sẽ dùng một cái tờ giấy màu đỏ. Bây giờ mình sẽ dùng con tay và xoay ra đây một hình tròn nhé. Hình tròn thì các bạn cứ để cho mình bán kính khoảng tầm 2-3 cm là được. Và mình sẽ cắt cái hình tròn này ra. Và mình sẽ gắn từng cái cánh hoa lên nhé. Một, hai, ba, bốn, năm. Sau đó mình sẽ gắn nó 6 cái ở phía bên trong nha. Đó, mình đã gắn xong một bông hoa màu đỏ như thế này. Bây giờ mình sẽ làm phần nhụy hoa. Phần nhụy hoa thì mình sẽ sử dụng bằng mộc vàng. Bạn sẽ xoay cho mình cái hình tròn. Mình dùng con ta cho tròn nhé. Bán kính mọi người để khoảng tầm 1 cm được. Mình sẽ cắt ra. Giờ mình sẽ dán nó vào cái phần này.
Đó. Tiếp theo mình sẽ làm là mình sẽ dùng cái từ giấy màu xanh. Phần giấy màu xanh thì mình sẽ cắt ra hai cái lá to nhé, cái lá dài. Mình sẽ gắn lên bông hoa nhé. Trước khi gắn thì mình sẽ vẽ bằng sơn mài. Tiếp theo nha. Giờ mình sẽ làm nó lên bông hoa này. Vậy là mình đã làm xong một bông hoa đỏ có trang trí hai cái lá ở phần dưới như thế này. Đó, rất là dễ làm. Mọi người có thể làm nó để dán cửa hoặc là trang trí các học tập của mình nha. Đó. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye.